rất mong rằng những bộ phim, những vai diễn của chúng tôi mang đến cho khán giả những ý nghĩa tốt đẹp nhất. Tôi nghĩ đấy là cái mục đích tối thượng của cái nghề diễn viên chúng tôi. Cũng giống như bộ phim Hoa sữa về trong gió, bà Trúc là chỗ dựa cho con, cho cháu, thì ngoài đời, nghệ sĩ ưu tú Thanh Quý là người thầy, là điểm tựa giúp các diễn viên trẻ tự tin, hòa thân vào nhân vật tốt hơn. Thưa quý vị, tiếp tục vào vai một người bà, người mẹ, hết lòng yêu thương con cháu, nghệ sĩ ưu tú Thanh Quý chiếm trọn tình cảm của khán giả theo dõi bộ phim Hoa sữa về trong gió trên kênh VTV1. Chia sẻ về nhân vật bà Trúc, nghệ sĩ ưu tú Thanh Quý cho biết đã dồn hết tâm trí và sức lực vào vai diễn này và luôn phải tiết chế cảm xúc trong từng cảnh quay. Xin chào quý vị khán giả của VTV. Xin chúc quý vị khán giả thật khỏe mạnh và bình an. Thể hiện vai bà Trúc, nghệ sĩ ưu tú Thanh Quý dường như phải kìm nén cảm xúc rất nhiều. Vì sao vậy? Về niềm vui, nỗi khổ, rồi những suy nghĩ, tôi luôn luôn cố gắng là nén nó vào trong và cảm giác là luôn luôn lắng đọng. Bởi vì người Hà Nội nó có một cái gì đấy nó rất là sâu lắng và nền nã, nhất là những người phụ nữ. Nhưng ở họ không thiếu đi cái sự sắc sảo, không thiếu đi cái sự hiểu biết, cái đối nhân xử thế của họ mềm mại nhưng mà cũng rất là chắc chắn. Hoài Anh thật may mắn khi được làm cháu nghệ sĩ ưu tú Thanh Quý, chắc hẳn sẽ được nghệ sĩ chỉ dạy nhiều về diễn xuất. Vì Hoài Anh là một diễn viên trẻ tay ngang, nhưng mà khi vào làm việc thì đã thích ứng với cả công việc trong đoàn. Khi diễn cùng các ông bà, các cô, các chú, hòa hợp rất là nhanh. Thực ra thì cháu vẫn cứ nói là tôi hay chỉ bảo rất tỉ mỉ, nhưng mà nói thật là cũng chỉ những cái gì mà cảm thấy nó vẫn còn chưa được thì mình chỉ có ý một cách nhẹ hoặc là một cách nào khác thôi. Nhưng mà luôn luôn là muốn rằng là cảm giác của Võ Hoài Anh đối với nhân vật bà Trúc nó là một cái tình cảm thật của bà cháu với nhau. Vẫn sao ấy, bố có mắng như thế, không được bỏ nhà đi đâu, nhớ chưa, không có bà lo lắm. Nghệ sĩ hay chia sẻ một phân đoạn đáng nhớ trong bộ phim này. Tôi nhớ mãi cái phân đoạn mà khi Hoài Anh ngồi và kể và bà hỏi về cái vết xăm trên tay ấy. Nhân vật Trang có nói lại rằng xăm cái hình ấy để luôn luôn nhắc nhở mình rằng hãy nhớ lời bố dạy rồi sẽ là không làm cho bố mình buồn nữa. Tôi thực sự là rất là xúc động. Và đấy là những cái điều mà nếu như những người bà, những người lớn mà không tìm hiểu, không chia sẻ và không có cái sự sâu sát thì chắc rằng cái đứa cháu, đứa con ấy không bao giờ thổ lộ những cái điều thầm kín ấy đâu. Cái điều ấy muốn nói lên rằng sự yêu thương, sự chia sẻ, sự thấu hiểu luôn luôn có giá trị trong cuộc sống. Chỉ là hai bố con yêu thương chưa đúng cách thôi. Hôm rồi tôi cũng mới quay một cái phân đoạn với cháu ngoại. Đây cũng là một cái phân đoạn tôi thấy vô cùng nặng nề và vô cùng mệt mỏi, vô cùng đau xót. Ở độ tuổi trên 70, nghệ sĩ có cảm thấy quá vất vả khi lịch quay dày đặc như vậy không? Phải nói thật rằng là một tuần nay là tôi ốm. Nhiều khi ốm thì cũng chỉ biết là mình sẽ phải uống thuốc thật đều này cho cái tiến độ của đoàn làm phim nó không bị ảnh hưởng. Thì tôi cũng nói với bên sản xuất là tôi sẽ cố gắng hết sức. Công việc của gia đình cũng như là mọi thứ đều dẹp hết, trừ phi là gọi là bất khả kháng thì phải chịu. Nhưng còn nếu mà cố được thì vẫn cứ cũng không ai làm thay cho mình được. Ôi mẹ, mẹ cứ nằm ở trên giường nghỉ ngơi đi. Khi gặp khán giả thì quý vị khán giả hỏi thăm sức khỏe các thứ, các quý vị khán giả lại bảo giữ sức khỏe để đóng phim cho chúng tôi xem. Cái điều quan tâm của khán giả đối với tôi thì tôi rất là mừng và cũng sẽ phải cố gắng lên nhận rất nhiều. Mà thực sự là làm cái nghề này và đến ngày hôm nay dù có mệt hay có làm sao nhưng mà cái động lực của khán giả chính là một cái mục đích cao cả của tôi. Theo nghệ sĩ ưu tú Thanh Quý, câu chuyện gia đình của bà Trúc gửi gắm đến khán giả điều gì? Tôi cũng nói chuyện với cả bạn đóng con trai tôi ấy. Tôi bảo thương bà Trúc này quá. Bởi vì cứ tưởng rằng
bà ấy nó nhẹ nhàng, nhưng mà bên trong cuộc sống của bà nó vẫn còn đầy ắp những cái lo âu, không được nghỉ ngơi. Nào, có một cái cuộc sống riêng của mình với những người bạn già khi đã đi đến bên kia dốc của cuộc đời, thế nhưng mà vẫn cứ phải luôn luôn đau đáu lo cho con, cho cháu của mình. Mà tôi nghĩ nó cũng là cái bản chất của cái người phụ nữ Việt Nam chúng ta, không bao giờ mà cảm thấy rằng là mình đã lo đủ cho con cái mình. Cũng như một cái lời thoại của nhân vật trong phim, chỉ đến khi nào chết đi thì mới hết lo đấy. Thưa quý vị, trong phần cuối của chương trình là những lời nhắn gửi của các diễn viên bộ phim Hoa Sữa Về Trong Gió. Cảm ơn quý khán giả đã luôn đồng hành cùng các chương trình và bộ phim trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau. Những cái sự ủng hộ, những cái sự động viên của quý vị khán giả luôn luôn là một cái động lực rất lớn đối với chúng tôi. Cũng mong rằng những bộ phim, những vai diễn của chúng tôi mang đến cho khán giả những ý nghĩa tốt đẹp nhất. Chiều ngày thơ, đôi khi ước cho bây giờ, cho ta giống như ngày xưa, nơi con phố ta thuộc về.